Tường Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Đẹp để tự tin. Và quý vị cũng hay nghe nói là nhất dáng, nhì da, tam thanh và tứ sắc. Đó là bốn yếu tố hàng đầu để xét về ngoại hình của một người phụ nữ. Trong đó da là yếu tố thứ hai. Đứng thứ hai chứng tỏ là rất là quan trọng. Do đó làn da và đặc biệt là da mặt luôn được chị em nâng niu và chăm sóc rất là kỹ càng. Nhưng mà đâu có phải ai cũng biết cách chăm sóc một cách hiệu quả đâu. Cho nên chương trình Đẹp để tự tin sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin bổ ích để làm đẹp cho làn da của mình quý vị nhé. Và trước khi đến với buổi trò chuyện với bác sĩ thì chúng ta hãy xem chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì nhé. Dính gì sao chị nhìn em dữ vậy? Ờ, đâu có. Không có dính gì thiệt hả chị? Không. Vậy sao tự nhiên nhìn em dữ vậy? Thôi em biết rồi. Chị, có phải chỗ này chị nhìn thấy em tàn lắm đúng không? Thấy em héo lắm đúng không? Bởi vì nhìn mặt chị hoang mang dễ sợ luôn vậy đó. Chị nói không có mà. Có, em nhìn thấy trên gương mặt của chị, trên cái ánh mắt của chị nó hiện lên hai chữ. Mặt mày gớm quá. Chị đã nói không có là không có. Mà tự nhiên em cứ tự kỷ gì chi vậy? Chị sao tự nhiên chị nhìn em dữ vậy? Chị nói thiệt với em nha. Dạ. Hồi nãy em vô chị bị giật mình. Nếu như chị không nghe ra cái giọng của em á. Dạ. Chị không biết đó là em luôn á. Bởi vì sao em biết không? Tại sao? Em biết rồi. Em hiểu rồi. Em không ngờ luôn á. Em không tin là chị là một người chị mà em rất là yêu mến. Em thương chị bao nhiêu. Chị mà không gặp nhau mới có mấy tháng thôi. Nhưng mà chị hờ hững với em. Chị không muốn nhớ ra em đâu đúng không? Chị không nhớ em đúng không? Chị đã nói là chị nhớ em, nghe giọng em chị nhớ em liền. Mà chị có bao giờ quên em đâu. Chị em thân nhau ai mà quên nhau trời. Vậy chứ sao chị nhìn em với ánh mắt như vậy? Là bởi vì á, chị cũng biết cái mặt em nó nằm ở cái chỗ nào. Khi mà em xuất hiện trước mặt chị á, với cái bộ mặt ninja như vậy. Trời ơi là trời. Em tháo hết cái khẩu trang ra cho chị coi coi. Ôi trời ơi. Trời, xin lỗi chị. Bữa giờ em ra đường em cứ vậy hoài luôn. Bữa em quên riết là em bị quen với cái gương mặt như vậy luôn á. Đeo khẩu trang cho mắt vậy luôn á hả? Đúng rồi trời ơi. Em bịt cái kia cắn dữ lắm chị ơi. Trời đất ơi, em làm gì mà hao tốn khẩu trang dữ vậy? Mặt em sao vậy? Đó là lý do em đeo khẩu trang vậy hả? Em bị sao vậy? Thì em bị nám với tàn nhang đó. Em không hiểu thì sao luôn á. Từ khi mà hả, em sanh cutin ra, cái mặt em nó bị như vậy nè. Em trị hoài không hết luôn á. Em buồn lắm luôn, bị tự kỷ á. Ở nhà hả, thì điều mà em không dám nhìn mặt chồng em luôn á. Ở nhà mà em vẫn đeo khẩu trang mấy lớp như vậy á, chị tin không? Phụ nữ mình sanh á là cái da mặt nó rất là non. Em á, em phải giữ kỹ, ăn uống kỹ và chăm sóc da mặt cho thật kỹ thì nó mới không bị nám, bị tàn nhang được. Hiểu không? Do là em hờ hững quá, em chủ quan quá. Chị đã nói em bao nhiêu lần rồi, đừng có nghĩ là mình trẻ, mình đẹp rồi cứ để tự nhiên là nó sẽ đẹp hoài đâu. Hối hận chứ còn gì nữa. Em hối hận khi mà đã chia sẻ với chị đó. Tại sao lại nói cái chuyện này ra với chị để làm gì? Lẽ ra em phải nhận được cái lời gọi là cái lời an ủi từ chị. Mà không ngờ chị nói chuyện giống như là chị tạt nước sôi vô mặt em vậy đó. Đau lắm. Ở đây nè chị, đau. Bị vậy rồi có bôi thuốc gì chưa? Có chứ chị. Em cũng mua kem nè. Mua kem gì mà người ta quảng cáo trên mạng nhiều đó. Em mua về em chét. Mấy cái thứ kem trộn đó đúng không? Không biết nữa, không biết nó phải là kem trộn không. Nhưng mà em càng chét nó càng nám luôn chị. Thiệt tình nè. Rồi bây giờ đi tàn tạ vậy á, rồi đến đây chia sẻ với tôi á đúng không? Chị không có nói ngọt ngào với em được. Bởi vì á là chị muốn tốt cho em. Chứ không phải chị khen em ô lúc này em xinh quá để rồi em tiếp tục em xinh với cái dung nhan như vậy. Hiểu chưa? Sự thật mất lòng. Nhưng mà chị sẽ giúp em đẹp hơn. Thì cũng chị đừng nói em mùng hụt nha chị. Thiệt không? Thường á em bị bệnh á thì em phải làm sao? Phải đi chữa bệnh chứ. Ừ, mà cái người chữa bệnh cho em là ai? Trời, hỏi gì kỳ vậy chị? Người chữa bệnh cho em phải là bác sĩ chứ. Vậy tại sao cái mặt của em đang bị nám như vậy á? Thì đầu tiên mình phải đến bác sĩ về da chứ. Bây giờ cách tốt nhất là em nghe lời chị, đi đến bác sĩ da liễu để khám. Ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung sẽ giúp cho chúng ta giải đáp tất tần tật những thắc mắc về vấn đề nám da quý vị nhé. Xin chào thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung. Một lần nữa xin chào Tường Vi và quý vị khán giả đang xem chương trình Đẹp để tự tin. Thưa bác sĩ, có phải là tất cả những chị em phụ nữ sau sanh đều gặp phải vấn đề nám da không ạ? Em nghĩ cũng phải có trường hợp ngoại lệ đúng không? À đúng rồi đó Tường Vi. Cái nám da là một cái bệnh lý mà hiện giờ cái nguyên nhân còn chưa có rõ ràng. Nhưng mà người ta thấy là ở những phụ nữ ở trong cái độ tuổi sinh sản, nhất là những cái phụ nữ mà mang thai đó, thường thường sau đó
có thể là bị nám da. Cái thứ hai là những phụ nữ mà dùng những cái thuốc ngừa thai thì cũng có thể ảnh hưởng lên cái vấn đề da, dẫn đến hiện tượng là nám da. Ngoài nguyên nhân nội tiết, còn có một nguyên nhân rất là chính yếu, đó chính là ánh sáng mặt trời. Người ta nghĩ ánh sáng mặt trời chính là cái sự khởi phát lên cái vấn đề sạm hay là nám da ở người phụ nữ. Như vậy thì có nghĩa là thường em nghe nói là nó làm tăng cái sắc tố melanin đúng không ạ? Đúng rồi. Thì lúc đó là nó bị nám rất là nhiều. Thông thường cái tế bào sắc tố của chúng ta gọi là melanocyte tiết ra những cái melanin. Những cái melanin này khuếch tán lên trên bề mặt da có tác dụng là bảo vệ làn da của chúng ta dưới tác động của ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên đây là một cái sự rối loạn làm cho tế bào melanocyte của chúng ta tiết ra quá nhiều cái melanin, và cái chất sắc tố này khuếch tán lên bề mặt thượng bì hoặc là lắng đọng ở dưới lớp bì, gây lên cái tình trạng là nám da. Thực ra cũng có rất là nhiều nguyên nhân gây nám da. Cách chữa trị thì mình sẽ chữa trị theo từng nguyên nhân hay là cứ nám da là mình chữa trị một cách thôi? Có rất là nhiều nguyên nhân ảnh hưởng lên cái vấn đề nám da, thì các bác sĩ sẽ phải hỏi thật là kỹ tình trạng bệnh lý kèm theo, cái vấn đề mà nghề nghiệp cũng như là những cái tiền sử về bệnh của cái bệnh nhân để có được một cái chiến lược điều trị thật là toàn diện cho cái bệnh nhân đó. Khi có những cái yếu tố nguy cơ thì chúng ta phải hạn chế. Thí dụ như là những cái người mà hay làm việc ngoài trời quá thì chúng ta phải có một cái biện pháp chống nắng thật là hiệu quả song song với những cái điều trị về nám da. Nhưng mà nám da mình có thể trị triệt để được không ạ? Tại em thấy có rất là nhiều nơi, đặc biệt là ở trên mạng, quảng cáo như kiểu là giống như là trị nám một lần hết nám vĩnh viễn. Một cái câu mà nghe nó rất là hấp dẫn. Rất là sốc, rất là hấp dẫn ấn tượng đúng không nào? Thật sự nó có như vậy không ta? Có thể trị một lần mà nó hết vĩnh viễn được không ta? Nám da là một cái rối loạn, nhưng mà cái rối loạn này là một cái rối loạn tiếp diễn hàng ngày. Đây là một quá trình động, những cái tế bào melanocyte cứ liên tục tiết ra những cái melanin. Nên thí dụ như là chúng ta đã đạt được hiệu quả mong đợi đi, nhưng mà chúng ta quá chủ quan, chúng ta không có duy trì cái chế độ điều trị, chúng ta đi nắng nhiều, sau đó cái nám nó sẽ tái phát. Nên những cái lời quảng cáo là chỉ nám một lần rồi thôi, chỉ nám một lần duy nhất đạt hiệu quả 100% ngay lần đầu tiên, thì rất có thể đây là những cái lời quảng cáo mang tính là gây sốc, mang tính ấn tượng. Chúng ta không có nên quá tin vào, mà nên đến những cái phòng khám chuyên khoa da liễu, gặp những cái bác sĩ da liễu uy tín để có những cái tư vấn, những cái điều trị an toàn hơn. Thí dụ mà chúng ta bị mụn thì chúng ta cũng phải để ý lại cách sinh hoạt, cách ăn uống. Như vậy bị nám thì chúng ta có cần phải lưu ý đến cái chế độ ăn uống của mình lắm không ta? Ưu tiên của chúng ta là hạn chế tiếp xúc với những cái yếu tố nguy cơ, tia tử ngoại cũng như là vấn đề rối loạn nội tiết. Còn riêng vấn đề ăn uống thì hiện tại người ta thấy là không có vai trò nhiều trong cái điều trị nám. Điều trị nám và những điều cần lưu ý. Quá trình điều trị lâu dài, không nên tin những lời quảng cáo nhanh, hiệu quả tức thì. Hạn chế để da tiếp xúc với nắng vì tia tử ngoại sẽ làm tăng sắc tố melanin gây nám da. Thường xuyên sử dụng kem chống nắng bảo vệ da. Gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn liệu trình điều trị nám phù hợp và hiệu quả nhất. Kính thưa quý vị, Tường Vi biết là vấn đề nám là rất nhiều chị em quan tâm đúng không? Và cũng đã tìm rất nhiều cách để giải quyết rồi. Nhưng mà đôi khi thì chúng ta vẫn chưa có hiệu quả như mong muốn. Nhưng mà quý vị đừng lo, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để xem nguyên nhân bị nám của chúng ta là gì, để có cách giải quyết thật là triệt để quý vị nhé. Và xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Dương Lê Trung đã đến với chương trình Đẹp Để Tự Tin. Và những lời chia sẻ của bác sĩ đã mang đến những thông tin vô cùng hữu ích đối với quý vị khán giả. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ quen thuộc, đó là 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Đừng quên cuộc hẹn với chương trình Đẹp Để Tự Tin quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.